Trong tiết mục Phóng sự Việt Nam hôm nay, Thanh Sơn kính mời quý khán giả nghe bài mang tựa đề Tôi đi làm tiếp viên cà phê lú. Tôi yêu nhà trong Vũng Tàu. Nhân vật tôi trong bài phóng sự này là một nữ ký giả của một tờ báo tại thành phố Sài Gòn. Cà phê lú từ lâu đã trở thành thuật ngữ mà dân Sài Gòn dùng để gọi những quán cà phê đèn mờ có chiêu đãi viên ăn mặc kiểu váy cao, áo trễ. Lú mỗi khu vực mỗi khác, có nơi chủ quán cho phép một kèm một, nghĩa là một khách, một tiếp viên, chọn chỗ nào kín đáo rồi tùy nghi tâm sự. Có nơi chỉ cho ngắm, chứ cấm sờ vào hiện vật. Nhưng tự trung, hễ lú là có gái, và không phải bất kỳ cô gái nào cũng đủ tiêu chuẩn để thành tiếp viên cà phê lú. Trước khi hóa thân thành nữ tiếp viên cà phê lú, tôi cũng có tham khảo nhiều ý kiến, và dù có người quen giới thiệu, tôi vẫn bị đánh rớt khi thi tuyển vào quán lú có tên gọi là Uni tại cà phê Bắc Hải thuộc quận 10, thành phố Sài Gòn. Cà phê Uni là một trong những quán nổi nhất của khu Bắc Hải. Không những sở hữu dàn tiếp viên xinh như mộng, quán cà phê này còn tuyển dụng nhiều DJ nữ vô cùng bốc lửa và bắt mắt. Bởi vậy nên quán lúc nào cũng đông khách, và thứ bảy chủ nhật thì hàng loạt ghế bàn xếp san sát nhau trong quán, hoàn toàn không còn một chỗ trống. Theo như căn dặn của người quen, tôi đã thay bộ váy đẹp nhất để đến gặp quản lý cà phê. Thế nhưng tay quản lý tinh tú, dáng người to lớn, dạm dở, vẫn lắc đầu không chịu nhận tôi. Hơi thất vọng, nhưng do đã được mách nước sẵn, tôi vờ ý nhị, gửi tay quản lý gói thuốc, bên trong có một ít tiền, kèm theo số điện thoại của tôi. Tôi chớp mắt cất giọng, dạ em gửi anh Tú gói thuốc, trong đó có số của em, có gì anh cứ gọi, mai mốt em được việc, anh em mình là san sẻ cùng nhau mà. Tú hiểu ý ngay, cầm gói thuốc rồi bảo tôi về đi, đợi việc. Tối 12 giờ khuya, Tú gọi điện thoại, nói tôi có thể đi làm ngay ngày mai và không quên nhắc. Em á, em bỏ cặp mắt kiến đi, anh nhìn nó cứ thấy chứng chướng sao á. Hóa ra tôi không được nhận vào Uni bởi lỗi sơ đẳng là đeo mắt kiến. Sáng sớm hôm sau, ra tiệm gắn được một cặp kiến áp tròng và đôi lông mi giả dày cộm. Sau khi được chăm chút đến từng cái bóng tay và khoác lên người bộ váy sexy nhất mình có, quản lý tên Tú rất ngạc nhiên nhìn tôi lột xác. Tú đon đả, phải mà hôm qua em chịu ăn diện vậy đã đỡ phải tốn công không? Tôi cười thầm nghĩ, thôi thì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. Quả thật Tú khá thân với tôi, đổi lại tôi cũng biết điều chia tiền tip bồi dưỡng cho Tú khá nhiều. Sau này Tú mới kể với tôi rằng không phải bất kỳ ai cũng bước vào làm tiếp viên ở Uni được. Tú bảo trước tiên phải nhìn dáng, cứ dưới 1 thước 55 là đẹp đến cỡ nào cũng coi như ao. Tú còn thú thiệt, tiếp viên tuyển vào quán anh phải để ý cái vòng eo trước đã, eo phải thon thon mới được, vòng 1, vòng 3 nhỏ còn độn được chứ vòng 2 toàn mỡ nhìn gán lắm em ơi. Tú thường rất thoải mái kể cho tôi nghe những chuyện mặn nhạt đại loại như vậy. Ngượng chính mặt, nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, bởi làm ở cái nơi suốt ngày chỉ phô diễn da thịt thì chẳng có lý do gì mắc cỡ bởi những chuyện còn con. Lương tại Uni khá cao và khách cho tiền tip cũng sộp, nhưng những quy định ở đây cũng thuộc hàng khó nuốt. Thí dụ như tiếp viên phải đi giày cao trên 7 phân và bắt buộc phải là gót nhọn để tạo dáng thanh mảnh. Lúc mới vào làm, tôi xé rào mang giày để đỡ đau chân, thì ngay lập tức Tú nhắc nhở và dọa tái phạm sẽ bị trừ lương. Khổ một nỗi, giày cao gót quá cao mà toàn phải đứng, nên tiếp viên trong quán tự thỏa thuận ngầm với nhau là ai mệt quá thì vào phòng vệ sinh ngồi tạm ít phút rồi ra. Ăn mặc cũng không phải tùy thích, những tiếp viên mới thường được Tú huấn luyện khoản này rất kỹ. Tiếp viên có thể ăn mặc hở hang bao nhiêu cũng được, nhưng phải là loại váy đầm nhìn sang trọng một chút, như lời quản lý Tú thường nói. Mấy em á, phải xác định được là mình đang làm trong
quán cà phê sang nhất nhì Sài Gòn này, nên đừng có mặc cái gì nhìn nó quê quá. Và để không bị nhà quê, những tiếp viên ở đây đều thú nhận mình đã tốn cả tháng lương đầu chỉ để sắm quần áo phấn son. Dương, nữ tiếp viên thuộc hạng hot của quán, cười ngặt khi tôi than tốn tiền sắm quần áo. Dương vừa chuốt lại rằm mi cong vút vừa nói: "Nghề nào mà chẳng phải đầu tư hả chị?" Quả thật, với đồng lương uni trả cho tôi, tháng đầu tiên rất khó để dung dáng sao cho đủ để sắm váy đầm, son phấn, chưa kể đến tóc tai, giày dép. Thế là với một cái tên giả, một căn cước photocopy có thể chèn hình bất cứ ai, tôi đường đường chính chính bước vào làm tiếp viên ở quán cà phê lú hạng sang uni. Ở đây có khoảng 15 tiếp viên, ai cũng rất trẻ và xinh đẹp. Cứ đúng 8 giờ sáng, bà bắt đầu lên nhạc và xuống nhạc vào lúc 12 giờ trưa, 6 giờ rưỡi chiều lại chơi nhạc vũ trường sôi động cho đến đêm. Hai DJ ăn mặc bốc lửa đứng giữa trung tâm quán mix nhạc và giật lắc vô cùng kích động. Cả trăm bàn nhỏ được kê san sát lại với nhau, khách toàn là nam và quán hầu như không còn một chỗ trống. Khách chỉ được ngắm tiếp viên và DJ, chứ tiếp viên không được ngồi với khách. Tưởng như vậy là an toàn, nhưng cũng không ít lần tôi bật khóc bởi các trò đùa khiếm nhã của những tay choi choai mặt còn non hơi sữa. Những lúc như vậy, My, cô tiếp viên 18 tuổi, nhỏ nhất và cũng xinh đẹp nhất uni, thường ái ngại chỉ cho tôi mảnh khăn giấy. Đêm ấy, như thường lệ, bà lên nhạc và khách đông như nêm. My chen chân vào để châm đá rót trà cho các bàn. Bỗng có bàn tay khều My từ phía sau. Tưởng khách yêu cầu gì, My nhỏ nhẹ quay lại. Đám khách trẻ khoảng 20-21 tuổi cười khá ố rồi nói nhỏ vào tai My rằng: "Em ơi, váy ngắn quá à, lộ hết trơn. Đứng yên đó anh coi màu gì rồi anh thưởng cho." Tức giận, My dùng bỏ đi thì bị dặn lại. My buông xô đá xuống bàn làm bể 6 cái ly và khách cứa một phen hoảng hồn. Những vụ như vậy, quản lý thường dàn xếp rất ngọt, khách lộn xộn cũng chẳng được tiếp tục đến quán, mà tiếp viên ồn ào cũng bị xử phạt rất mạnh tay. Lần đó, My bị trừ vào lương đến hơn 500.000 tiền Việt. Cô bé vào phòng vệ sinh khóc tức tưởi, tôi bước theo, nói nhỏ: "Hôm nay chị được bo nhiều, để chị giúp em nữa nha." My nhìn tôi hơi ngỡ ngàng, rồi bà khóc, cất từng lời đứt nghẹn: "Nhục quá chị ơi." Biết là nhục, mà hàng ngày các cô gái ở đây vẫn cứ má phấn môi son, ăn mặc sao cho hở hang nhất, sexy nhất để hút khách và tìm mối quen. Có mối quen thì sẽ chắc mẩm được một khoản tiền tip nhất định, mà có được mối quen thì phải ăn mặc táo bạo hơn, lả lơi hơn. Khách lú lẫn vì những khoản da thịt con gái miên man, chỗ nên che đậy thì cứ thế phô bày. Tiếp viên cũng lú lẫn vì những đồng tiền dung ra quá dễ và nhận về quá dễ. Đào già như tôi còn được ít nhất là 300.000 tiền Việt mỗi ca, huống hồ gì những cô tiếp viên trẻ xinh sẵn sàng bốc lửa hết cỡ như My, như Thùy Dương, như Nguyệt. Bởi vậy nên nhục gì thì nhục, các quán cà phê lú vẫn trưng bản tuyển tiếp viên hầu như liên tục, và ngày nào cũng có vài cô gái đẹp mong được đổi đời bằng cái nghề phô diễn xác thân. 11 giờ đêm bò xuống nhạc, hơn 8 tiếng đồng hồ trên đôi giày cao gót cao lên khênh, tôi tưởng như gan bàn chân đang nứt ra. Tiếng nhạc giật lắc đùng đùng còn ám ảnh bên tai, mệt đến nhức cả đầu. Ném mớ tiền thiếp vào cốp xe, tôi trở tay ga vội vã trở về. Bỗng đâu có tiếng gọi hớt hải: Chị anh ơi, chị anh ơi, chờ em với." My thở dốc chạy đến bên xe: "Chị làm ơn đưa em về đi, hồi nãy có đứa dọa bắt em đó." Vừa rồi là phần đầu của bài phóng sự nhiều kỳ tôi đi làm tiếp viên cà phê lú trong chương trình của Trung tâm Thomas Bích Liên và EV Princess phát thanh mỗi tối. Những con người giản dị, những tiếng hát cười thơ ngây, những giấc mơ yên bình, những câu dân ca mẹ hát, dù mái đình làng, tiếng bóng cây râm mát.